Diêm xin chào quý vị các bạn. Hôm nay hành trình phượt cùng Diêm xin mời quý vị và các bạn ta cùng đến với lại khu vực ở con đường ven biển Long Hải quý vị. Khu vực này phía dưới cái chân núi Minh Đạm quý vị. Diêm đang có mặt ở cung đường ven biển này. Thì hôm nay là ngày gần Tết quý vị. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2018. Và theo lịch âm thì bây giờ đã là mùng 4 âm lịch của tháng 12 rồi quý vị. Hay là gọi là tháng Chạp á. Thì hoa đào đã nở quý vị, chuẩn bị nở mà rất là đại trà luôn, ồ ạt luôn. Thì hôm nay Diêm sẽ đi dọc cái cung đường này. Cái cung đường này là cái cung đường mà rất là nhiều hoa đào nở. Theo Diêm được biết thì gần như các tỉnh ở miền Nam quý vị, phía Nam á, thì hoa đào cũng không có phổ biến lắm. Tuy nhiên là ngay khu vực ở cái đèo nước ngọt cái Long Hải này nữa quý vị, thì rất là nhiều hoa đào nở trong những dịp Tết. Tất nhiên là sẽ không bằng những cái nơi mà chuyên về hoa đào, những vùng ôn đới. Mà chỗ này thì Diêm thấy rất là nhiều hoa đào nở trong cái dịp Tết. Nên ai có dịp ta đi ngang đây trong cái dịp mà cuối đông mà đầu xuân quý vị. Khi mà cái tiết trời mùa đông chuẩn bị chuyển qua mùa xuân thì cái dấu hiệu hoa đào nở là báo tin cho một cái mùa xuân đang về. Thì bây giờ quý vị thấy là hoa đào nở rồi nè. Thì hôm nay là dịp hoa đào nở thì Diêm đi ngang khu vực này để chia sẻ với xem. Khu vực này có khách sạn là Minh Đạm Hotel nè. Nó nằm gần thị trấn Phước Hải quý vị. Đó là cái cung từ khu vực ở đèo nước ngọt đến gần thị trấn Phước Hải thì rất là nhiều hoa đào. Tầm khoảng hơn 1 km quý vị là hoa đào nở hai bên đường này. Đây nó bị rất là đẹp. Nên hôm nay là Diêm đi qua đây để ngắm cái hoa đào nở thì có màu hồng, màu trắng luôn. Những cái cầu cây này rất là lâu năm quý vị. Theo cái niên đại thì cũng vài chục năm rồi. Mà đặc biệt là cái khung này nó rất là nhiều hoa đào. Và ở phía có thể trái là resort Thùy Dương nè quý vị. Resort rất là nổi tiếng tại khu vực Long Hải. Resort Thùy Dương này tiêu chuẩn 3 sao, có hai khu, một cái khu là bên núi, một khu bên biển. Hiện nay khu Long Hải này có một cái resort mới vừa chuẩn bị, ta là mới vừa khai trương, chuẩn bị vừa bắt đầu đón khách quý vị, đó là cái resort Lan Rừng Resort Phước Hải. Đại vì về hướng núi là có những cái hoa bắt đầu nở trên núi luôn, là hoa đào. Đó, có những cái nhiếp ảnh gia họ đã chọn cái khu này để chụp ảnh. Nên hôm nay là Diêm biết được cái hoa đào sẽ nở trong cái mùa này, Diêm sẽ ghé ngang đây. Tại vì hai bên đường luôn là bên trái bên phải đều có hoa nở hết. Và hoa này là giống như kiểu hoa rừng đó vị. Này là Diêm không biết có ai trồng hay không, nhưng mà có thể là có người trồng. Mà mọc trên núi rất là nhiều quý vị. Hai bên đường và trên núi nữa, cho nên là tất cả nó hợp lại thành với nhau con đường hoa đào vì có màu này, trái là màu hồng, màu trắng. Đây hôm nay trời cũng nắng đẹp quý vị. Đó phải là cái thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên và kế đó là thiền viện Trúc Lâm Chân Chiếu. Khu vực này có cái điểm tham quan là khu lịch sử ở núi Minh Đạm và mấy cái chùa thiền viện quý vị, tịnh xá Linh Quang Hồng Một nữa. Đây Diêm sẽ đi qua tới khu vực ở cái đèo nước ngọt quý vị. Tại cái đoạn này rất là nhiều hoa đào nở, rất là đẹp. Và trong đó là cái tiết trời quý vị. Đây hoa này màu với màu trắng. Cái cung đường biển này rất là đặc biệt quý vị. Các cung đường biển khác thì Diêm không thấy hoa đào, mà riêng cái cung đèo nước ngọt này quý vị, bên biển Long Hải này rất là nhiều hoa đào nở đây quý vị. Đây nè quý vị. Và ở phía trong núi này quý vị, ở trong núi phía trên sườn núi này rất là nhiều hoa đào nở luôn. Để quý vị nào mà có dịp có thời gian thì ta có thể muốn cắm hoa đào
thì những cái ngày này ta có thể đến Long Hải. Thì qua Tết là bắt đầu tàn, vì nó tàn cũng khá là nhanh. Tầm khoảng Jim, theo Jim nhớ thì khoảng tầm 2 tuần là hoa này không còn đâu. Hoa đào nở này, tại vì hoa nở rồi hoa sẽ tàn. Ồ, cái đào này rất là to đó vị. Các hoa rơi lốc phớt luôn. Giờ đây vị, đây bên tay phải nè, tay phải này cái hướng bên núi. Jim đang đi cái hướng từ Phước Hải đi lên. Ồ, đây là cung mà đi thẳng tới đèo nước ngọt rất là đẹp nè vị. Ồ, cây này là cây gì bị chết rồi. Đây bên tay trái nở rất là đẹp. Khu này trước cái resort mới vừa xây dựng xong quý vị. Khu này là Ocean Ami hay gì đó. Hàng hoa đào rất là đẹp. Yeah, Ocean Ami Long Hải Villa and Big Club. Hôm nay thì Tim không có đi ngắm resort mà Tim đi ngắm hoa đào. Đây vì biệt thự biển như nè, biệt thự biển 5 sao. Tại vì khu vực này nó có cái núi nữa vì và ngay cái đèo nó rất là đặc biệt, cái địa điểm này rất là đặc biệt nên là vừa có núi mà vừa có biển mà vừa có con đường ven biển nữa, rồi có hoa đào nữa nên là rất là đặc biệt. Đây vì nhìn hoa đào nữa. Ra khu vực này là Sim sẽ đi xuống đèo nước ngọt nữa quý vị. Nước ngọt này vé vào cổng là 50.000, giờ không biết có thay đổi hay không, vẫn chưa thay đổi giá, 50.000 vé vào cổng. Còn khu lịch Thùy Dương thì vào cổng là 100.000 các vị. Đây Jim sẽ đi xuống. Đó, đèo nước ngọt và còn đây là vừa ngắm biển mà vừa ngắm hoa đào nó bị ngắm núi luôn. Dạ để việc về bên xe mé bên núi nè. Đây này là hoa đang nở nè vị. Đây vào cái cua này. Đây là một cái đèo rất là đặc biệt cho nên là Jim rất là thích. Mùa này nếu mà đi lên Đà Lạt hay là đi công viên của những cái cây này xanh không có ra hoa, nó bị rơ rọi luôn rồi. Đây vì trở lại nhìn đèo nước ngọt. Chỗ này nếu mà gọi là đèo thì cũng Jim thấy chưa phải là đèo lắm, tại vì nó giống như cái dốc thôi. Dạ, nhưng mà chỗ này là hoa đào nở rất là đẹp quý vị. Dạ, chỗ này là có cái dòng xoay
rẽ phải là đi Bà Rịa, rẽ trái là đi Long Hải. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng ngắm hoa đào tại khu vực ở đèo Nước Ngọt, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều.